Cà Mau. Anh thấy sắn tươi được rừng bát ngát, dòng sông Tam Giang nắng trải đưa người về thăm quê hương đất mũi xa xôi. Trời xanh năm căng, gió lòng bồn bề, biển bao la sóng, tung cánh chim hài âu. Anh đến quê em đất biển Cà Mau, anh thấy bao la Cảm ơn.
mong ngày về chiều quê tình quê nào ai đang vui nắng khúc say mơ mơ tiếng tiêu đầy hồn núi sông ai lắng nghe theo dòng nước trong chiều quê đây lũ trâu xuôi về cô thôn kia bóng chim bay về phương trời từng đàn sao chiều êm êm theo gió đưa người lữ khách dừng bước chân bao xiết buồn gió mơ tình tiêu chiều quê ôi nhớ nhung lòng mong ước ngày về say hồn quê gió vi vu lay tình quê lòng tha thiết mong ngày về chiều ơi tình quê nào ai đang vui nắn khúc say mơ mơ tiếng tiêu đầy hồn núi sông ai lắng nghe theo dòng nước trong chiều quê
dòng sông đó. Ai đã qua đôi lần vẫn nhớ, nhớ mênh mông. Đời đục trong biết sông đã từng. Dòng sông ơi, Hậu Giang ơi, nước cạn rồi nước đây. Cần Thơ đó đang đứng bên sông Hậu soi bóng. Núi sông ơi, người Tây Đô xứng danh tên gọi. Cần Thơ ơi, dòng sông ơi, xưa đột thì nay trăng. Cậu chú ơi, mới nhìn thấy cái đầu nó chui lên, chưa nhìn thấy cái con cá mới nhìn thấy cái đầu đó. Hôm nay ông chỉ bỏ câu lên cho bán hoàng mà quay phim triệu cái tiền ngày xưa người yêu toán này không đủ kho. Người ta không có nó lại có. Nước tới đây là tùy xuống dưới hai lần toàn tông rồi. Dây tới không? Dây tới không? Gặp nhau đi. À là mấy anh em là chỉ có quả. Em phải xuống dưới hai lần là toàn đèn. Khoảng 3 năm nay là mấy anh em thất là lo. Khổ vậy. Quay đấy Hoàng ơi. Đây là quay sang ăn thịt mỡ này. Đang đổi con cá trên 2 kg mà nãy giờ nhìn thấy đầu lên chưa thấy nguôi con cá. Sắp lên. Nửa ký thôi. Nguôi lâu chưa chị? Năm rồi. Em chuẩn khỏe này, không lớn. Mà dài á, chắc. Thương à. Trời đổ nắng chang chang vẫn còn để
giữa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ, chặt đôi câu thơ, bẻ đôi câu thơ, tôi làm mái treo lướt sóng. Sao thanh thanh canh cò đã có lần em giận hơn tôi, đêm ra đồng em đổ ánh trăng vàng đi, nào ngờ chẳng chút nguôi ngoai hương buồn, vầng trăng lại sáng trong hơn đầy đầu rằng hết giận rồi thương áo nâu sau em nhuộm tình tôi, nào đâu dễ có phôi phai thời gian, còn đây mai khúc ca sao em và tôi. Ngày bằng mấy trăm năm hơi sương, từng bầy én tung bay muôn ngàn hương. Đây
nơi cũ, nghe tiếng xưa trong gió thu, vương hoa lên khúc nhạc thơ, tâm hồn ta lắm muôn nhà. Tới đây nơi xưa gió em đưa áng mây trôi tới xa xôi khuất nơi sâu đùi, quán tranh siêu siêu chốn đây cô liêu, nhắc cho ta biết bao nhiêu dáng xưa yêu kiều. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ rung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. La 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 la. Tiếng ca xa xa lắng trong bao la, với tiếng ru khẽ tung lên trong chiều gió. Đã bao năm qua sống nơi phương xa, về quê cũ đành dừng bước chân giang hồ. Con vịt núi to là toán nhỉ? Mày căn qua căn dài nhà anh thay nhỉ? Em căn cho cũng họng cửa nó mặn hay đạp nó cắt tiêu. Ơ nhà mình ở trên đấy có còn mấy con anh nhỉ? Nhỏ. Qua chưa quay được Duông Khải, tại Duông Khải xa quá. Trời anh mà đi đấy trai chỉnh luôn. To bằng nhà Duông toán rồi. Không phải đi cái đường từ đường mà đi ra xa. Đường mà nó ra xa. Biết rồi, biết nhà Khải rồi. Đi vào gặp hai cái cột điện mà cao nhất ấy, thì đúng rồi đấy. Nhớ rồi đấy, nhớ hai cột điện rồi đấy. Nhưng mà anh đi đường kia, nếu mà anh đúng đường, nếu mà anh đúng đường. Mai anh đi đường biển vào. Thì đường kia xuống thì cũng ngay bên Nam Căng là đi xuống cũng ngay đường điện đó. Đi Sơn Đà cơ. Cái con này nó sống dài lắm. Dạ. Cái nào? Nó đâu có đặt máy rồi.
rẻ hơn. Quang gánh nỗi lòng nhau, em thấy mộng ban đầu.
ăn được. Thay thứ mày gì nữa. Không, bây giờ ai cho vô chén này tự pha. Tự ăn dư rồi. Đi ăn đây gì. Này rau đúng rồi, rau ấy quá rồi, nói. Người rau. Sao không nói rồi. Ngồi ba. Đây đây. Không phải to. Các bạn cứ đứng quay nhá, ăn xong quay tiếp rồi. Rồi rồi, không thanh rồi đấy. Dạ không có thu hết rồi. À, phát biểu đi các bạn. Nằm bữa cơm riêu muối mời ông và bác cậu nữa vào. À, có mời bố làm dấu hay bằng. Có cả cua nữa bạn. Rồi, nâng lên. Nhi ơi, Nhi, Nhi đi chơi mày. Sơn qua đây hồ này Sơn. Đi bên em. Có đi mẹ đút cơm không biết rồi. Để Sơn đút bữa. À ra đi ngồi đi. 1 2 3 rô. Ngồi ngồi với Yến kìa. Nhi. Nhi. 1 2 3 rô. Ai đứa có tiền không? Biết rồi. Biết rồi, làm công nhân ấy nhưng mà cái lên cả em nào. Công nhân nó đơn giản lắm, nên nó đi xe nào, xe nào đấy về đấy, về tới đồng mai xe nào về là được. Nó có nói ông được. Đời gì mà đây mà đây. Làm được tiền. Làm được tiền cơm với hàng hiểu này. Không luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hai hai em đưa đồng xuống đây là đi đồng thôi. Về này nào. Nhất vì sự đấy là cái người nọ người kia xuống xuống được đấy, nhưng mà người nọ người kia đâu có tung vô nhưng mà bây giờ này được. Lâu rồi sớm quá không các bác sai. Không phải là đây đây đó là gần lắm nhưng mà có công chuyện gì ăn xuống. Quen cứ quay nhưng mà nó tóm tắt lại là nó bảo là chơi. Tôi chỉ nói ông bà gì dưới nhà. Nói gì nói. Nói gì. Về nói điện thoại. Người nhiệt tình lắm rồi đấy nhưng mà không biết là sao. Ít nữa phải. Phòng là sao rồi. Xong rồi nhưng mà ý, không ạ, ông ơi. Ý của em là cũng phải là chơi nhà em mà không gì nhưng nghe quán ngủ á. Thật. Tại nhà đây đấy. Đạt này. Cái này này. Đấy, em biết bác rồi. Rồi đây. Anh không có này em tiền để có đúng độ rồi. Chụp trên. Mà đến giữa. Ở toàn. Không nhưng mà ly chưa uống cái sau này hết. Không. Ăn nữa. Ba đồng uống. Không chiều nay ông còn về qua về qua không? Sáu đồ ăn. Đâu con này không? Này từ từ. Từ mấy chưa có ăn nào? Về. Chỉ có bọn em ở lại. Bác này về hết. Về hết. Bay về. Để bọn em ở lại. Đi đâu về để thanh có điện mà bắt một phát là sáng chừng luôn như là xi lê luôn. Ông quay bắt cường này. Rồi ông ăn cơm. Quay ông ăn cơm. Đó là mình quá mình cho tao mượn là bé ăn một bát là bếp bằng cái bếp sáng. Bằng bếp điện. Nhưng mà mình biết sao mình sáng có nhiều. Mình sáng không có nhiều sổ mở ra. Cái đám ấy bảo ăn luôn cái đạp nó làm một phóng một phát một hết luôn. Nó giỏi là phát nặng hết ruộng rồi. Đúng rồi. Sáng bật sáng hết nhìn hết ruộng. Không cái đó là cái đó nhỏ ai nó gửi cái lớn hơn. Gửi cái lớn có kính xe. Em ở ngoài Bắc ngày xưa hồi xưa nào em xài bóng nóng nhất. Cho đôi cái gì này. Một hàng quát nếu mà cái một ký nào mà một tiếng là một ký rồi. Sáng bây giờ mốt luôn. Đây đây. Cánh nào mốt. Nằm ở trong bắt con giáp đây. Nghe đi bóng nghe tắt. Mình đi được các cầm đưa gì cậu. Về là giả này. À vâng. Hồi nãy ông kia đã lung tung á. Cái gì? Nhưng mà Khải biết rồi, nhưng mà có bắt đầu bắt đầu không biết rồi. Anh Cường nói qua thì mà bắt đầu nói gì rồi bắt đầu. Mà cái chẹm nó
cái chèm có 4 năm nhỉ? Cái chèm biển nhỉ? Có ruộng dài, ruộng. Cái ruộng nó sao có cái chèm cửa à? Với đây phỏng vái mà. Với đây là trong con tục trong này là phỏng vái. Phao câu cho Thanh nhìn nó trông không câu Thanh mất mất à quăng nó từ còn đâu còn cậu kiên chủ yếu cậu quay cái nối kia cả cái nối cửa bếp kia cả thấy buồn buồn này cả ta đi nó ta đây kiên không biết quay đi là tết rồi đấy. Mai mốt em lên đây bác Thủy ơi. Vâng, mai mốt em lên được trách bóc thì em rồi nhau. Bác này chơi ở đây mấy ngày như vậy là được rồi. Được rồi, em có biết nhà đâu. Nói mỉa mai, em biết rồi. Ở đâu, chạy vào dưới xôi rồi. Được, qua đây mình lương một cái rồi cũng lương cây mà. Bên kia cổng nhà bác có một cái mộ phải không? Đây là cái mộ người chết như này mà. Như mình đâu, mình ngồi nói chuyện. Thì đúng rồi, vậy đây cũng biết rồi. Ở chỗ nào? Chỗ nào không biết, lúc nãy em chỉ bác ở đây. Quên rồi. Anh Toàn rồi, Toán rồi, em rồi. Đó, đó. Còn. Không rồi. Toàn trăm mấy, có 565. Đi đâu? Bắt chó. Mua chó nhưng mà đi bắt chó. Bắt chó lên đi. Đó là cái ba sóc. Đúng rồi, cái bán ra chó. Bự à? Thịt gì chó gì đó. Đi cho hỏi cho bự à. Đã cho thịt à? Bà ta bán cho hai con. Không. Bà có. Bà em nhìn nhau. Ăn không có ăn rồi bà. Bà nhiều nơi. Như chủ nhà chị ăn cháo vào. Mẹ bà. Đã ăn cơm chưa? Dạ. Qua rồi. Dạ. Em cơm rồi. Ăn này. Bây giờ. Ăn thịt. Dạ. Bây giờ. Bà có nhìn nhau. Gần là nếu mà nhờ nhà mà em mua thì khoảng chừng từ chúng mày bán hàng lên những cái cây hơn cây. Dạ. Dạ. Mà từ nhà em là sáu cây. Đây, bay cái cục giấy đây.
đấy anh cuồng giấy này. Đấy đây đây thì giấy bỏ này này. Bác Hoàng ấy đều nói bác điểm như là thấy bác ấy là có cứ phải thấy đau tay cơ thì mới thoải mái nhưng mà không có là thấy thì cháu nó đơn giản. Bác nói bác bảo là mang đi ông giáo gì gì đấy. Tình hình là sông nước thế này này. Tớ vì tính như đầu gà ấy. Sông nước. Nó không thật à? Cắt đi, toán bỏ tới đâu có đâu. Nó ngại rồi. Mai mẹ mang. Bạc đã chết rồi. Ông ngoài người rồi. Công nhớ lại mang đi. Nghỉ rồi, sớm mới lại. Mặt quá xuống rồi. Mạnh đi pha trên đi nước. Rồi thằng mà nó bảo đấy nó quá tháo nó bảo đưa rượu ra coi như vậy để nó tiếp mọi người. Khổ quá. Vậy nhưng mà máy mà hỏi bu di là ngon ngon đấy là pháo giỏi lắm. 2 giờ chưa? 5, 6. Đã đến 2 giờ rồi con nào giờ cắm 10 năm. 2 hà. Và lâu 3 giờ mới xuất phát cơ. Ra đến 3 không 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 3 giờ. Đúng 3 giờ bây giờ mới có 2 giờ kém 15 4 giờ đấy mà ngồi đấy ạ. 2 giờ kém 15 4 giờ có chuyến sớm sớm cứ cho đi ba chuyến 3 rưỡi đi. 4 giờ có thể lên Cà Mau ngồi vật vờ nữa. Không lúc nào cũng có. 4 giờ. 4 giờ. Nó lại chưa? Tôi 4 giờ vào Cà Mau có khi là không quay lại nó còn buồn. Chán mà ra ngay ngoài nhân viên mà ngồi nóng nóng chán luôn. Chơi sớm thì sớm mới hẳn đấy. À thì 3 giờ ở đây nè. 6 giờ 50 chạy như 7 giờ. Ăn gì ạ? Nghe nào. Xe phước cảnh. Đem quay đi. Cứ nhậu thoải mái. Sao con Kiều không đi? Vân Anh nó đâu rồi vậy? Bác Thanh hả? Vậy em đi con tốc em biết. Đem bè ai? Thì cứ nào nó chạy em biết. Khải, Đào. Đến đây nghỉ chơi đi. Chạy rồi nào? Chạy thế là nó là cũng là đi muộn. Chạy nhiều khi nó đẩy khách. Đẩy khách. Đủ khách là chạy đấy. Nếu mà là chúng ta sớm mới đủ khách là chạy. Chạy thì nếu mà mình đi trên cao tốc thường thường là chuyến cuối cùng cái này nó đủ khách nó đầu luôn. Nó đầu luôn nghe. Nó không nghe đâu, chạy thẳng luôn. Cái ghế linh tinh là nên đấy là. Đây với bà Đào về đấy là bảo bà ăn tí phở. Giá bà phở vào đấy. Mang bà vào. Mang bà vào. Cũng như đây nó nhiều hơn ở trên nhà. Để tình hình đâu mà đưa về. Con biết rồi, biết Hoàng nó bay rồi. Nếu vào bác sớm quay vào muốn quay rồi nó cứ để cho mà các cháu. Thì à, chúng ta nói. Không, bác tuyển rồi em không nói bác tuyển rồi. Ngoài ngoài chó rồi. Cho ngoài rồi, ngoài cho ra ngoài ấy rồi. Sáng sớm mai để giết chó vào thôi cũng biết rồi. Nên thế tàu là bác thủy là cho ra ngoài rồi. Bác vào cầu cho em đi tới cầu Cần Thơ bác em quay về không được mà em tới đây là ngon lắm rồi. Bác cứ đòi gì nữa. Có Hoàng. Đó, bác cứ đi về nhà. Về nếu mà ở đây chú Phát thế nào là đồng nó cứ thoải mái ăn nhậu đấy. Bằng củ con đi. Ăn xoài phải được. Ăn xoài xanh đấy. Nhưng xù rung nghiền lắm. Ờ, đây, quán này là rộn rộn thì uống rượu. À, mà đi xong mình cũng không cho nó ăn nữa. Cho nó ăn sẽ rất cười. Tầm 2 giờ rồi. Nghe anh bác điểm với định có này. Tầm mắt nhìn như cướp ấy nhỉ. Nhiều người nào mơ. Mẹ bảo nhìn như cướp. Mày là chú Toàn nhỉ. Con nhìn đâu ạ? Là chàng nhìn như kia. Cái tầm mắt nhìn cười cho con mắt hình như cướp. Hả này. Con lớn nhầm. Chàng nhìn nhưng mà con cứ ngứa cái mặt. Sao ấy. Kìa. Kiên đưa quay cảnh Thanh về cho ông bảo ngồi trên ông nhìn Thanh cái kìa. Dạ dạ đúng rồi, quay kép đấy để xem nào. Quay kép cảnh chết rồi. Đúng rồi, đang nhậu đây. Chó mèo cái nào mà bắt mua tiền mua của xuống để tiêm mà nó cứ vật vờ vậy. Đấy chuyện này. Đeo cái vòng bệnh bách kia nữa anh nhìn. Đúng rồi. Khổ lắm đấy. Nhít mấy đứa đấy. Nhấy là các bé à, các bé còn ngồm kìa. Cái chú này nào. Thì bây giờ là đồ vào đây, vào đây. Đây này ông trùng Toàn. Ông ở đâu ạ? Đây này ông là ông thủ thủ bọn à mấy chị bác gọi ông thủ thủ gì? Chị mày thằng kia 5 giờ tối nó thịt đấy. Thủ nó bao giờ là được ông ở ngoài ý ngoài người chú giỏi đấy nhiều là sai cái nào gọi đầu đầu thủ có rượu khác thì đâu phải rượu ấy ăn vừa thôi để Toàn em chưa yêu em chưa dạ. Đâu được ngày. Đúng rồi. Nó anh ra nó lên kìa. Nó mình bắt lên lên cả ba cái bắt rồi vào. Ông lúc tí gì. Ông đi đây ông có đi lúc được mà cha tôi. Ăn vừa ấy.
thủ đến đâu thì thủ chứ tựa chúa ở ngoài quê mình gọi là còn nãy là còn là tương gấp là còn là cũng tương gấp cũng được ạ. Tương gấp. Quay vừa thôi. Cứ đi ra thì nó không sang biến nhiều. Trăng ban hình nhà dài. Chúng con bảo phát biểu gì nữa. Cứ dâu rồi đầy đủ hết rồi. Ở dâu mà anh em chỉ dâu là. Tức là này là ở trưởng dâu, trưởng dâu nhưng mà không quay gần nhất cái đàn tùng thì là đi rước cha. Vậy thì không nói, nhưng mà nếu nói là cứ luôn. Thế ở chỗ này là sao quay thấy được? Ừ, 50 ngày. Quay than này có nhắn nhủ với nói à, nói đi. Anh nhắn gì à? Ừ. Nói gì mà nói à? Xuống cho tôi tiền đi, con đưa cho tôi. Có không? Nhưng mà như chú nói vậy cũng không được. Nhưng mà anh khuyên chú là chuyện tí để tên là thâu vào phải không? Ờ đúng rồi. Tôi nói ông là tôi nói giả đấy, ông để ông là cái người có phim, ông để thằng nghe đâu. Ấy được. Làm chi cũng cắt có tiếng có hình làm sao mà ấy được. Làm chi cắt khúc được chứ. Sao cắt được không? Cái cái khúc đó là anh quan hướng nói của em không? Anh lồng nhạc vô. Đâu tại đâu chịu đâu. Cái này trực tiếp thôi. Tiếp mà. Đấy chứ ông làm con gái cứ vui. Vậy vậy thì như người nám thì như người ta này trong gia đình này là phải trực tiếp thôi. Trực tiếp nhưng mà làm chi nhà cứ vui. Để nó phát biểu một tiếng đi. Em mà không phát biểu. Mà làm sao mà điên về đến đây bây giờ đi gốc rồi bỏ là chó coi như nó khẻ với cần chết. Cái khẻ à? Đấy còn phút thì dần hết. Ông chỉnh sao? Không đẹp. Màu cũng đẹp không? Màu cũng đẹp không? Có nhìn thấy bác Thạc tóc dài lắm nha. Có thiếu ánh sáng mà. Đúng rồi. Công rồi. Sao biết phút hết? Biết rồi. Này nó liêu quá thì biết đấy. Màu nó đẹp bắt đầu. Nó mới nhìn lắm, nó cao ngoài không? Đây gọi nhìn này chỗ. Nó đứng cá à? Vâng, con vào. Ê, xin lỗi đó mà. Vào đây đây mấy triệu. Không, em đang nhờ nước mưa. Đúng mấy triệu, năm mấy triệu đồng. Tiền tài. Đồng mấy hơn cái này nữa. Còn nước kia nó đang để nước tên. Đúng rồi. Nước mưa tiền mưa đó, đúng rồi.